Bom Tuấn chào quý anh chị nha. Đấy bây giờ em xe đi cho em, bãi nhà em đang còn những xe gì. Rồi quý anh chị nào mà đúng chân mẫu xe nào á thì alo cho em Tuấn theo số điện thoại 0904 804567 nha. Sau đó có xài số Zalo nha quý anh chị. Đấy thì bên em về là rất là nhiều xe, mấy dòng 7 chỗ đó, hầu như là bên em là làm xe 7 chỗ, những dòng rẻ tiền, rẻ cũng phải rẻ nhưng mà dòng trung tiền, đó phục vụ anh em tránh mưa tránh nắng, nắng thứ nhất nè, thứ hai hư hao đồ dễ, nó dễ sửa, điển hình là mấy dòng Innova nè, còn mấy cái dòng mà Captiva nè, thì anh chị em nào có điều kiện thì chạy mấy con này, thứ nhất là gầm cao máy thoáng, thứ hai xe chuẩn gia đình, cái thứ ba là không lỗi nhỏ, những con xe này cứng nên em mới mua, chứ thật sự đây cái dòng Captiva thì nó cũng hơi là khó sửa tí, anh chị em nào biết dòng này á thì mua thì xài thì rất là ok, đó, gầm cao máy thoáng mà chở được 7 người nữa. Đấy, xe mẫu xe rất là đẹp luôn, form dáng cực kỳ đẹp luôn nha quý chị. Đấy, xe trước thì trang bị đèn bi đồ rất là đẹp luôn. Con này biển 82A nè. Đấy, xe màu bạc, con này là 209 số tự động nha quý chị. Đó, 209 số tự động màu bạc. Em bán cho quý chị là 275 triệu nha. Xe bao cho anh em là chuẩn. Chuẩn là gì? Chuẩn là không đâm đụng, không ngập nước. Keo chỉ nguyên zin, máy số zin nha. Máy số zin luôn quý anh chị. Đó, mấy dòng này thì phải cần máy số zin để tránh mấy cái xe mà nó nát nát thì làm máy đồ cực quý anh chị lắm. Đó. Rồi em nói luôn mấy dòng này em bán ra em sẽ bảo hành máy cho quý anh chị là 6 tháng nha. 6 tháng bảo hành máy kèm theo hộp số, còn gầm bệ là 3 tháng nha quý anh chị. Rồi. Con 82 này em bán cho quý anh chị là 275 triệu, đời 2009. Đó, đời 2009, số tự động. Rồi đằng sau đây là một mẫu Captiva nữa nè. Con này là đời 2009, con này là số sàn nha quý anh chị. Số sàn được qua form mới rồi. Form mới nó khác cái đèn này quý anh chị, khác cái đèn, khác cái bộ mâm. Đó. 2009 con này form mới luôn rồi, màu đen. Số sàn nha. Màu đen số sàn nó rẻ lắm. Đó, thì số sàn nó rất rẻ luôn. Chỉ ngang ngang con Innova 206 thôi. Con này Captiva 2009, con này số sàn, xe đẹp không lỗi nhỏ. Mang biển số 73 nè. Em bán ra em sẽ bao rút hồ sơ cho quý anh chị nên quý anh chị cứ yên tâm về vấn đề pháp lý hồ sơ nha. Đó. Thì em bán cho quý anh chị là 235 triệu nha. 235 triệu cho mẫu Captiva, con này là đời 2009. Đời 2009 nha quý anh chị. Em bán cho quý anh chị là 235 triệu nha. Đó, rồi tiếp theo. Đây là một con gọi là siêu cọp nè quý anh chị. Siêu cọp luôn, tại sao em gọi nó là siêu cọp? Sơn zin con này còn tới 80% nha quý anh chị. 80% lận. Con này là đời 2007, số tự động nha. 2007 số tự động, mang biển số 68 nè. Đó, nó hơi nằm trong kẹt nè. Đó, mang biển số 68 nè. Xe đẹp. Mâm con này cũng còn sơn zin luôn á. Nó hơi nổ mấy chỗ nè. Nhưng mà zin nha quý anh chị. Con này sơn zin nó trên 80% lận. Màu đen bóng rất đẹp luôn. Mới cho bát anh em bát bóng ra. Rồi dặm nó tỉa mấy chỗ. Nhưng mà sơn zin đẹp lắm. Em sẽ đi một vòng nha quý anh chị coi nè. Đó, biển số rất là dễ nhìn. Cái đây mà lọt số 1 nó không biết bao nhiêu tiền luôn nha. Đó, rất đẹp nha. Sơn si đồ rất là đẹp luôn. Đèn lâu ngày, đèn zin nó hơi nổ nè. Nhưng mà zin nha, quý anh chị đừng có nghe ai mà thay đồ nó màu xuống màu lắm nha. Con này đường cái số tự động. Trang bị xi nhan lên gương. Đó, số tự động con này đời 2007 nha quý chị. Captiva đời 2007, siêu cọp luôn nha. Con này đường cái là gọi là siêu cọp, sơn zin thì còn trên 80%. Còn ví dụ máy móc số á thì zin luôn nha. Đó, đời 2007 nhưng mà chạy rất là ít luôn. Vô lăng cũ số vô cùng đẹp luôn. Rồi, bây giờ anh chị em mình xem nè, nó hơi cũ nhưng mà là cái chất xe nè. Để cho chỗ nè anh chị em nè. Đó, da đây là da xịn nha. Nên giữ lại cái da xịn đó cho anh em mình đi nè. Ngồi rất là mát luôn, nó không có như mấy cái da semi nha. Đó, semi thì là bọc bộ nó rẻ lắm. Còn bộ đây chắc là 7-8 triệu. Hồi xưa mà mua được con này thì rất là hay luôn nha. Số tự động Captiva, con này 2007, em bán cho anh em với giá là 235 triệu nha. 235 triệu còn bớt nha. Đó, còn bớt cho anh em hết tất cả các xe anh em. Anh em cứ lên xem xe chạy thử, em sẽ bớt cho anh em luôn. Còn anh em này muốn công chứng ý quyền em sẽ bớt sâu luôn nha. Đấy, Captiva, con này là 2007 nha. Rồi tiếp theo là một mẫu Innova, con này là chuẩn gia đình 100% nè. Miền biển số 60A nè. Đó. Con này thì chắc đây là trước là em bán ra rồi. Em bán ra giá rất là cao luôn. Con này trước ra em bán cho ông chú tới 390 mấy triệu luôn. À, cách đây một năm. Ông chú cũng kẹt tiền đất, ông bán lại cho em nè. Em nên thu giá cũng cao. Đó. Con này là chuẩn gia đình nha quý chị, chuẩn gia đình luôn.
không taxi, không dịch vụ nha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, xe trang bị cái camera hành trình nữa nè, bộ cái nỉ nè. Anh em nào biết chơi xe là dòm bộ cái nỉ là mình biết à. Đó, con này là 2013 nè. Đó, sản xuất 2013 nè. Máy nách cửa đẹp lắm, con này đẹp riêng không lỗi nhỏ nha. Đó, nó đi nó lại làm nhiều. Anh chị em nào mà muốn xem xe và chạy thử á, thì alo cho em ngay. Đó, để lên cầm vô lăng tay lái rồi chạy thử coi cái xe nó có chất lượng hay không. Đó, năm trước em bán ra 390 mấy triệu luôn. Năm nay em bán con này em bán hôm nay em bán giá là 355 triệu nha. 355 triệu cho mẫu Innova. Con này là 2013 nha. Chuẩn gia đình không loại nhỏ nha. Màu vàng cát. Xe rất là chuẩn luôn. Đó, em bao cho anh em tiếp dẫn thợ thầy tới cửa hàng chết tết thoải mái luôn. Anh em gara thợ thầy lại cửa hàng ô tô Bình Dân của em chết tết thoải mái luôn. Không có sợ vấn đề hết. Còn xe nào ví dụ như đâm đụng thì em sẽ bán rẻ đi. Ví dụ như mấy con đâm đụng thì em bán tầm cỡ 32, cho mua được rẻ thì em bán rẻ. Còn ví dụ như mấy con xe gia đình chuẩn thì cũng không ai bán rẻ cho em. Nên em bán nó ra hơi cứng tí nha. Rồi tiếp theo là mẫu Mitsubishi Gala nè. Con này mang biển số 43 Đà Nẵng nè. Đó, rẻ hơn con H luôn. Có 135 triệu anh quý vị. 135 triệu cho mẫu Mitsubishi Gala số tự động nha. Đó, 135 triệu nha. Đó, xe chuẩn gia đình. Không loại nhỏ, em bán ra em bảo hành máy 6 tháng cho quý chị. Mấy con 203 mà em bảo hành máy 6 tháng luôn nha. Đó, em bán 235 triệu nha. Ồ, xin lỗi em nha, 135 triệu. Rồi đây là mẫu Mazda 2S nè. Màu đỏ này, 25 nè. Em bán cho quý chị là 305 triệu đi. 305 triệu đồng. Số tự động, xe chuẩn gia đình, không loại nhỏ nha. Đó, bao cho anh em chết tiếp thợ thầy thoải mái nha. Rồi bên kia là rất là nhiều Innova. Đó, như con ở ngoài đây là mang biển số 84 nè, màu đen nè. Con này cũng chuẩn gia đình luôn nha quý chị. Đó, chuẩn gia đình luôn. 84A04212. Con này 207 em bán cho anh em là giá là 245 triệu nha. 245 triệu. Đó, anh em khó nè. Con xe đây anh em mở lóc ra. Đó, con này có cái đèn ở dưới nè, màu xanh rất là đẹp luôn. Đó, vô lăng cửa số con này chuẩn gia đình không lỗi nhỏ nha. Em bán cho anh em 245 triệu nha. 245 triệu bao chết tiếp anh em thợ thầy tại cửa hàng nha. Giá trên là còn bớt còn thương lượng, cho anh em lại lên xem xe và chạy thử nha. Rồi con biển số 12K nè. Đó, biển số 12K nè. Anh em sẵn nó dở cái máy, em cho anh em mình coi cái máy luôn. Rất là khô ráo luôn. Máy con này máy zin nha quý anh chị. 206 máy zin luôn, rất đẹp luôn. Lượt lên bộ đèn bi nè. Đó, keo chỉ nè. Nó có cụ cũ xăm xẩm theo năm tháng nè, keo chỉ zin nha quý anh chị. Đấy, ốc cabo chưa ra luôn nè. Con này Innova 206 em bán cho quý anh chị là 235 triệu nha. 235 triệu đồng bao rút hồ sơ gốc. Đó, bao chết tết anh em thợ thầy tại cửa hàng. Và xe em bán ra em sẽ bao kèm cho anh em là thay nhớt miễn phí nè, bát xe miễn phí nè, vệ sinh xe miễn phí. Và chế độ hậu mãi là thay nhớt miễn phí. Rồi anh em mà có đi ngang qua cháy bóng đèn này này nọ thì em sẽ thay cho anh em miễn phí nha. Anh em mấy anh em ở gần hoặc là chạy ngang qua. Còn là tiếp theo đây là mẫu Innova, con này là 2007 mang biển 36 Thanh Hóa nè. Em bán cho quý anh chị là 245 triệu nha. Con này 207 nha quý anh chị. 207 là đồng giá 245 triệu, màu bạc màu đen gì có hết nha. Đó, tiếp tục một con màu đen nữa nè, mang biển số Sài Gòn nè. Em bán cho quý anh chị là 245. Con này 20 đúng rồi, con này 207. Em bán cho quý anh chị là 245 nha. Xe chuẩn gia đình không loại nhỏ, Innova 2007. À, Innova màu đen thì nhà em rất là nhiều luôn. Mấy con màu đen thì nhìn xe rất là cứng luôn nha quý anh chị. Con này 206 đồng giá 235 triệu nha. Đó, xe về màu đen rất là nhiều luôn. Quý anh chị nào thích màu đen á thì alo em Tuấn ngay. Không mua được con này thì mua con khác. Cứ lên xem xe và chạy thử. Đó, cũng không ai mà tính tiền chạy thử khi anh em chạy ưng cái bụng rồi á. Cái xe á leo lên ưng cái bụng rồi, lái chạy thử máy móc năng sao rồi mình rớt tiền ok nha. Đó. Đây là mẫu Ford Everest, con này là 2008, con này là số sàn nha quý anh chị. Đó, mang biển số 37 nè. Đó. Em bán cho quý anh chị con này cũng không lỗi luôn. Em bán cho quý anh chị là 285 triệu nha. 285 triệu bao rút hồ sơ gốc. Còn quý anh chị nào mà muốn xem xe lên chạy thử thì alo cho em thì em sẽ đánh xe ra ngoài nha. Đó. Còn đây là Innova 2013 nè. Đó, con này 2013 345 triệu. Con này nó hơi chạy nhiều hơn cái con trong nhà một tí. Với cái con trong nhà nó được cái màu đẹp, màu vàng cát. Đó, xe chuẩn gia đình. Vô lăng này quý anh chị mình coi vô lăng nè, không? Đó, rất là đẹp luôn. 345 triệu cho mẫu Innova 2013. Con này là chuẩn gia đình cũng không lỗi luôn nha. Đấy, quý anh chị có quyền chết tết thợ thầy tại cửa hàng hết bên em nha.
đó, cửa hàng ô tô Bình Dân bán ra thì em có cam kết bằng giấy tờ văn bản cho anh quý anh chị cứ yên tâm nha. Đấy, số điện thoại chính của em là 0904804567 nha quý anh chị. Rồi tiếp theo là mẫu Innova 2010, con này mới về nè. Innova 2010 em bán 278 triệu nha. 278 triệu cho mẫu Innova 2010. Xe chuẩn gia đình, bản G nha quý anh chị. Được lên đầu Android xịn, có sim nè. Đó. Xe đẹp miên man luôn nha, màu bạc. Nước sơn này thì bóng loáng luôn. Đây anh chị em mình đi sơn nước sơn nè. Đó, mang biển số 38. Đó, tất cả các xe em bán ra em đều ba rút hồ sơ quý anh chị, nên quý anh chị cứ yên tâm về vấn đề hồ sơ pháp lý nha. Đấy. 278 triệu nha quý anh chị, bao rút hồ sơ gốc. Đó. Rất là đẹp nha quý anh chị, được lên xin nhanh gương nè. Đó. Rồi quý anh chị nào muốn xem mẫu xe nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi chào quý anh chị luôn nha.